Sa Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Khai Quang Lục Thức Tổng Quan Chiếu Nhân Từ Biển Mục Kiến Cộng Hòa Kim Nhật Hoàn Kiều Kiện Quan Thể Bích Màu San San Chiêu Trần Sa. Ăn đến trả tiền thần là điểm xa xa, ăn mất đến trả tiền thần là điểm xa xa, ăn mất đến trả tiền thần là điểm xa xa. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Tát. Cùng thỉnh tam thế chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng duy nguyện, chư Phật Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng tôn nhang phụng thờ, tóc dáng lồ nhàn, an vị tọa, đệ tử chúng đẳng chứng minh công đức, nan bảo tọa từ bi gia hộ cho trai chữ đệ tử Lê Đỉnh Dương nên canh Mậu Thìn niên tam thẩm lục tuế, thế Bùi Thị Thu niên canh Tân Mùi niên, cùng nam tử nữ tử cư trú tại Việt Nam Quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phúc Sơn xã thôn Ngọc Sơn Ba Cát Nhật Cát Nguyệt Nhang Đăng Phục Vị. Lễ ngày sau nó có sự phúc ạ. Cùng thỉnh nhá tam thế chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng duy nguyện, chư Phật Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng tôn nhang phụng tở, tóc dáng đồ nhang an vị đoạn, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát Dĩ Kim Tín Chủ Lê Đỉnh Dương Nên Canh Mậu Thìn Niên Tam Thập Lục Tuế, thế Bùi Thị Thu Niên Canh Tân Mùi Niên, cùng nam tử nữ tử họ Lê đồng gia dung môn khuyến đẳng nhất tâm tại Việt Nam Quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phúc Sơn xã thôn Ngọc Sơn Ba Cát Nhật Cát Nguyệt Nhang Đăng Phụng Vị An Vị Tọa. Lệ ngài sao nó giữ được cả. Cùng thỉnh nhá tam thế chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng duy nguyện, chư Phật Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng tôn nhan phụng thờ, tóc dáng lô nhan an vị tọa, đệ tử chúng con nhất tâm Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát, Dĩ Kim Tín Chủ Lê Đỉnh Dương Nên Canh Mậu Thìn Niên Tam Thập Lục Tuế, thế Bùi Thị Thu Niên Canh Tân Mùi Niên, cùng nam tử nữ tử họ Lê đồng gia dương môn quyến đẳng nhất tâm cư trú tại Việt Nam Quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Na Phúc Sơn xã thôn Ngọc Sơn Ba Cát Nhật Cát Nguyệt Nhang Đăng Phục Vị Tốc Giáng Lồ Nhang. Lệ ngài cho nó chữ phú gì cả Phật ạ. Cung thỉnh nhá tôn thần bản gia bản trạch bản xứ thổ địa thổ thần thổ công thần đài cho đất ngũ minh ngũ phường long mạch phúc đức sinh thần đông chủ từ mệnh tá phủ thần quân nguyện kỳ tóc dáng lầu nhang chứng minh công đức gia hộ độ trì cho trai chủ Lê Đỉnh Dương Nên Canh Mậu Thìn Niên Tam Thập Lục Tuế, thế Bùi Thị Thu Niên Canh Tân Mùi Niên, cùng nam tử nữ tử họ Lê nhất tâm nhất tín nhất thành đồng gia dương môn quyến đẳng cư trú tại Việt Nam Quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện thị trấn tại Phúc Sơn xã
ở thôn Ngọc Sơn và cát nhật cát nguyệt nhang đăng phụng vị tốc giáng đồ nhang lạy chữ vị thần linh nhờ tốc giáng lạy ngải cho nó có chữ phúc. Cung thỉnh tôn thần bản gia bản trạch bản xứ thổ địa thổ thần thổ công thần tài chúa đất vạn phúc phu nhân phúc đức chính thần tiền hậu địa chủ tiền dẫn tài thần ngũ vương năm mạch phúc đức chính thần tốc giáng đồ nhang an vị tọa chứng minh công đức cho trai chủ Lê Đỉnh Dương nên canh mậu thì niên tam thập lục tuế thế buổi thị tu nên canh tân mùi niên cùng nam tử nữ tử đồng gia dương môn quyến đẳng cư trú tại Việt Nam quốc Lâm Đồng tỉnh nhà Phúc Sơn xã thôn Ngọc Sơn ba cát nhật cát nguyệt quý mão niên nhang đăng phục vị cung thỉnh nhà tôn thần bản gia bản trạch bản xứ thổ địa thổ thần thổ công thần tài chúa đất ngũ phương long mạch tiền hậu địa chủ tiền dẫn tài thần đông chủ tư mệnh pháp phủ thần quân sơn thần bản xứ thành hoàng bản thổ chứng minh an vị tọa chứng minh công đức tín thần tín chủ Lê Đỉnh Dương niên canh mậu thìn niên tam thập lục tuế thê bụi thị thu niên canh tân mùi niên cùng nam tử nữ tử cư trú tại Việt Nam quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phúc Sơn xã thôn Ngọc Sơn ba cát nhật cát nguyệt quý mão niên nhang đăng phụng vị cùng thỉnh nhá cộng đồng gia tiên dòng họ Lê tập ra đường thường lịch đường vị nội tập Nguyễn Kỷ ngũ đại đồng đường tứ đại đồng đường tam đại nội độc tứ ân tổng bá Nguyễn Kỷ tốc giáng đồ nhang nhang đăng phục vị cho con cháu của các cụ là Lê Đình Dương niên canh mậu thìn niên tam thập lục tuế thê buổi thị thu cùng nam tử nữ tử họ Lê đồng gia dương môn quyến đẳng cư trú tại Việt Nam quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phúc Sơn xã thôn Ngọc Sơn ba cát nhật cát nguyệt quý mão niên nhang đăng phụng vị tốc giáng đồ nhang lệ các cụ gia tiên thất tổ cửu huyền an vị tọa lệ ngài lệ các cụ gia tiên cho nó có chữ đức ạ. Chữ đức hàng đầu A Di Đà Phật nguyện kỷ gia tộc lệ tộc tứ đại ngũ đại đồng đường tứ đại đồng đường tam đại đồng độc tứ ân tổng bá nguyện kỷ tốc giáng đồ nhang đẳng đẳng sạc linh trùng trùng quyến thuộc lai đáo ra đường lê tập chứng minh công đức cho con cháu thấp chút chít của các cụ là Lê Đình Dương nên canh nhà mậu thìn niên tam thập lục quế thế buổi thị thu niên canh thân mùi niên cùng nam tử nữ tử đồng gia dương môn quyến đẳng nhất tâm nhất tín nhất thành cư trú tại Việt Nam quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phúc Sơn xã thôn Ngọc Sơn ba cát nhật cát nguyệt quý mão niên nhang đăng phụng vị lệ ngài sao nó có chữ lập cung thỉnh nhá tôn thần bản gia bản trạch bản xứ thổ địa thổ thần hôm nay cung thỉnh các cụ gia tiên đẳng đẳng sảng linh trùng trùng quyến thuộc cao cao tổ khảo cao cao tổ tỷ cao tổ khảo cao tổ tỷ bá thúc đinh đệ cô di tỷ muội á tần liệt thích ngũ đại đồng đường tứ đại đồng đường tam đại đồng tập tứ ân tổng bá nguyện kỷ tốc giáng lầu nhang chứng minh công đức cho con cháu chắc chút chít của các cụ là Lê Đình Dương niên canh mậu thìn niên tam thập lục tuế thế bùi thị thu niên canh tân mùi niên cùng nam tử nữ tử họ Lê nhất tâm nhất tín nhất thành cư trú tại Việt Nam quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phúc Sơn xã thôn Ngọc Sơn ba cát nhật cát nguyệt quý mão niên nhang đăng phục vị để các cụ gia tiên ngài chứng tâm cho nó có chữ tài A Di Đà Phật Phật Nam Mô A Di Đà Phật cung thỉnh nhá bà cô tổ họ Lê tập
ông hoàng tổ họ Lê Thập, ngũ đại đồng đường, tứ đại đồng đường, tam đại nội tập, tứ ân thẩm pháo nguyện kỷ, thấp sáng lô nhang. Hôm nay cháu chắc chúc trích của ông bà là Lê Đình Dương, niên canh Mậu Thìn niên tam thập lục tuế, thê Bùi Thị Thu, niên canh Tân Mùi niên, cùng nam tử nữ tử họ Lê, nhất tâm nhất tín nhất thành, cư trú tại Việt Nam Quốc, Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện, Phúc Sơn xã Thôn Ngọc Sơn Ba, cát nhật cát nguyệt quý báo niên, nhang đăng phụng vị. Lại bà sao nó có chữ phúc ạ? Lại ông hoàng tổ cho nó có chữ phúc ạ? Cùng thỉnh nhá, bà cô ông hoàng tổ Lê Tập, ngũ đại đồng đường, tứ đại đồng đường, tam đại nội tập, tứ ân tổng báo nguyện kỷ, tấp giáng lầu nhàng, chứng minh công đức cho con cháu chắc chút chích của các ông bà là Lê Đình Dương, niên canh Mậu Thìn niên, tam thập lục tuế, thê Bùi Thị Thu, nam tử nữ tử họ Lê, đồng gia Dương Môn Quyến Đẳng, cư trú tại Việt Nam Quốc, Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện, Phúc Sơn xã Thôn Ngọc Sơn Ba, cát nhật cát nguyệt quý mão niên, nhang đăng phụng vị. Lại này sao nó có chữ đức ạ? Lạy bà cô ạ. Cùng thỉnh nhá, bà cô tổ Lê Tập, ông hoàng tổ Lê Tập, ngũ đại đồng đường, tứ đại đồng đường, tam đại nội tập, tứ ân tổng báo nguyện kỷ, tấp giáng lô nhang, chứng minh công đức cho con cháu chắc chút chít của các cụ là Lê Đình Dương, niên canh Mậu Thìn niên, tam thập lục tuế, thê Bùi Thị Thu, cùng nam tử nữ tử họ Lê, đồng gia Dương Môn Quyến Đẳng, nhất tâm cúi đầu bảnh lễ, lạy các cụ gia tiên, lạy bà cô ông hoàng an tọa tại Việt Nam Quốc, Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện, thì tại Phúc Sơn xã Thôn Ngọc Sơn Ba, cát nhật cát nguyệt quý mão niên, nhang đăng phục vị. Lạy ngài sao nó có chữ lộc ạ? Lạy các cụ A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cắm chân hương xa nhé anh em, không là đốt cháy chân hương là rơi đổ cũng tốt. Cắm xa đang ra nhé. Đừng cắm sát vào chân cũ. Cắm cẩn thận, cắm cố gắng thẳng thẳng đi. Cắm chéo là cắm tam hương, cắm chéo. Lễ an vị bát hương tốc giáng lầu nhàng, thứ hương đảnh lễ đồng gia Lê Tập, cùng phụ nhận họ Bùi họ Lê, nam tử nữ tử họ Lê, đồng tộc bái đại ngũ bài nhất bài nhị bài tam bài tứ bài ngũ bài, xin tưởng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mấy giờ? Ừ, 10 giờ. Tụng nhanh, không tụng kinh A Di Đà tụng nhanh. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, tóc tẩy cung kính dâng lòng lạy Phật, tam tăng thường ở mười phương, tóc lòng kính lạy Phật, tam tăng thường ở khắp mười phương, lòng kính lạy Phật, tam tăng thường ở khắp mười phương, hương thơm nguyện bày lành kết tủ cõi pháp phương, biến đủ mười phương vô biên tâm cảnh, vận đường sang niềm bồ lực tâm hương tỏ bày, bà
đạo Bồ Tát đủ đầy tiến hóa Như Lai hương thành quả chu viên cúng dường rồi thắp tẩy cung kính dâng lầm lạy Phật pháp bằng thường ở khắp mười phương sắc gần từ bằng khắp được ai tưởng ai đi tất cả tự nghỉ thần sắc bộ tận Như Lai tải vô biên tất tẩy pháp dụ thường xuyên nương tựa nhờ sức trí nguyện lớn vô bờ độ cho khắp cả mê mờ quần sinh được sinh tức khởi còn nay ba niệm sạch tội quy y tán lễ xin ngài chứng minh an bụi nước bẩn đồng xanh đường về án bà nhật la bẩn 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 mọi người cùng lễ nha, cùng lại nha. Nhất tâm cảnh lễ A Di Đà Phật thành tịnh diệu pháp thân cõi tịnh thường tịnh quang cùng khắp pháp giới trừ phận. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật vì tướng hải thần cõi thực báo trang nghiêm cùng khắp pháp giới sư Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật giải pháp tướng nghiêm thần cõi phương tiện thánh cư cùng khắp pháp giới sư Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật đại thừa căn giới cõi thần an lạc phương tây cùng khắp pháp giới sư Phật. Nhất tâm đảnh lễ A Di Đà Phật thập phương hóa vãng thần cõi an lạc phương tây cùng khắp pháp giới sư Phật. Nhất tâm đảnh lễ giáo hành lý tam kinh cả y chính tuyển dương cõi an lạc phương tây cùng khắp pháp giới tôn pháp. Nhất tâm đảnh lễ Quan Thế Âm Bồ Tát vạn đức tử kim thân cõi an lạc phương tây cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Đại Thế Chỉ Bồ Tát vô biên quang trí thần cõi an lạc phương tây cùng khắp pháp giới Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ thanh tịnh đại hải chúng mãn phận nhị nghiêm thần cõi an lạc phương tây cùng khắp giới thánh chúng. Còn nay khắp vị bốn đần ba cõi pháp giới chúng sinh tất nguyện đoạn trừ tam chứng quy mệnh sám môi. Chúng còn Phật tử Nguyễn Thành Tùng, Phật tử Thùy Dương cùng các Phật tử họ Lê Đình Dương Bùi Thị Tu cùng các Phật tử nơi đây họ Lê họ Bùi các họ Bách Gia trăm họ cùng xin chí thành xá môi. Cùng chúng sinh giới pháp giới tỏ bày từ bao đời kiếp tới ngày vô minh che lấp chẳng hay biết gì nên lầm lỗi gì mê đạo ác do xấu cần theo pháp chẳng lành cùng ba nghiệp đối nhau hành mười điều ác phạm ngập thành vô biên điểm liền chúng tội không thể nào nói đổi do cùng mười phương dư vật không mừng phóng quang coi sạch sáng chừng trong đời bắt đầy đủ pháp thường vị do từ vô thủy thiên thần ba nghiệp tâm tối xấu cần lấp về theo nghiệp duyên từ đấy đổi thôi trải mười nghìn kiếp chưa rời thoát ra kinh thành pháp âm truyền tất cả mười phương vật ở rồi dầm tịch quang đề các bộ mình dắt con mãi đeo chạy nên bồ đề chẳng thấy sạch tâm cảnh giải thoát mà bực tâm nay mới tỏ ngộ một lòng ăn năn tức tư vật đem thân bụng đối xin pháp lồ sẵn mối gì đà cùng chúng sinh gần xa sáu căn tội lỗi do ba độc làm từ vô tình đã ham gây tạo hoặc bị lai hiện tại do mình hoặc nghe thấy hoặc mình lắm tình hoặc xui người khác mà mình vui theo hoặc là nhớ hoặc rồi quên biệt hoặc là biết chẳng ngay ít lỗi chi hoặc là nghi hoặc là chẳng nghi hoặc là che giấu hoặc thì chẳng che ấu nghe nặng nhẹ rốt ráo đều sạch sẽ tiêu tan con xin sám mối cầu an sáu căn ba nghiệp nhẹ nhàng sạch tinh để được trọng lành căn lành tu bổ hồi hướng về tịnh độ trang nghiêm chúng sinh đều được như nguyện đấm xanh an dưỡng nông duyên di đà khiến cho con được chỗ căn lành hiện tiền tăng tiến tinh anh nhân duyên tịnh độ để dành làm lâm trùng tận mắt nhìn thấy rõ di đà tiếp quan quản sát na trước ngài độ chúng sinh rộng khắp bồ đề sám hối phát nguyện rồi vì mệnh lễ A Di Đà Phật cùng khắp bậc tam bảo lương vừa vén trên đàn khắp trong cõi pháp đạo tràng thơm tay hải hội sư vật nếu hay theo chỗ dòng kết đải mây trong lành ân cần giải tỏ lòng thành toàn thân sư vật hiện nành độ cho nam mô hương vân gái bồ tát nam mô hương vân gái bồ tát nam mô hương vân gái bồ tát ma tát tịnh cầu nghiệp chân ngôn án tu lệ tu lệ ma tu lệ tu tu lệ sa ba án tu lệ tu lệ ma tu lệ tu tu lệ sa ba án tu lệ tu lệ ma tu tu lệ sa ba án tu lệ tu lệ ma tu lệ tu tu lệ sa ba án tu lệ tu lệ ma tu lệ tu tu lệ sa ba thần chú sạch tân nghiệp án tu đa lệ tu đa lệ tu ma lệ tu ma lệ sa ba án tu đa lệ
xe rất nhiệm màu con đời khó cảm dễ hay đầu bằng này ngày thấy trên gì tổ thần nghĩa như lai hiểu đến sau nam mô bản sơ thích ca mâu ni phật nam mô bản sơ thích ca mâu ni phật nam mô bản sơ thích ca mâu ni phật phật nói kinh A Di Đà chính thực tôi nghe một thời đức phật ở nước xa về trong đó có những cây của thái tử kỳ đà cùng với các bậc đại tỷ kheo tăng 1250 vị dự lễ hội đều là những bậc đại a la hán nơi đó đại chúng đều biết trưởng lãi xá lợi phất ma ha một kiến liên ma ha ca diếp ma ha ca chiên chiên ma ha câu y la lý bá đa châu lợi bản đà giả nan đà an nan đà la hầu la kiều phạm bà đề tân bầu lư quả la đoạn ca lưu đà di ma ha ca diếp tân la bạc câu la a lâu lâu đà và nhiều bậc đại đệ tử có các vị Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Pháp Bát Thần Tử A Dật Ca Bồ Tát Càn La hay Bồ Tát Tường Tinh Tiến Bồ Tát cùng các bậc đại Bồ Tát khác cũng như thế. Cả vua Đế Thích và các vua khác cùng với nhiều đấng trên các cõi trời là cùng lại các cõi khác cùng đồng như không kể xếp đến sự hội bấy giờ Đức Phật bảo ngài trưởng giả xá lợi Phật từ đây đi về vững tay qua bởi muôn nước cõi Phật có thế giới trên là cực là cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện đang thuyết pháp xá lợi Phật này cõi đó vì sao tên là cực là vì chúng sinh cõi đó không có những nỗi khổ chỉ hưởng những điều vui nên gọi tên là cực lạc. Lại nữa xá lợi Phật cõi nước cực lạc có 7 lần bao lơn 7 lần lưới răng 7 lần hàng cây toàn bản thứ bao bọc xung quanh bởi thế nước kia tên là cực lạc. Lại nữa này xá lợi Phật cõi nước cực lạc có ao 7 thứ bao trong ao đầy đủ nước 8 công đức đáy ao toàn bằng cát vàng trải làm đất bốn bên đường đi toàn bằng vàng bạc lưu ly pha lê tạo thành trên có lầu cáo toàn bằng vàng bạc lưu ly pha lê xà cừ xích câu mã não trang sức tinh nghiêm hoa sen trong ao to như bánh xe màu xanh ánh sáng xanh màu vàng ánh sáng vàng màu đỏ ánh sáng đỏ màu trắng ánh sáng xanh màu nhiệt thơm ngát cả linh ghép xá lợi phất này có nước cực lạc cảnh tịnh như vậy là do công đức tạo thành trang nghiêm. Lại nữa xá lợi phất có nước phật nơi kia từng nổi nhạc trời đất bằng vàng dầm ngày đêm sáu thời trời như mưa xuống hoa mạn đả la chúng sinh cái đó thưởng khi sáng sớm lấy những y cách được các hoa thơm đi cúng kịp đến giờ ăn liền đi bản quốc ăn xong cơm nước đi dạo thành thời xá lợi phất này có nước cực lạc thành tựu như vậy là do công đức tạo thành trang nghiêm. Nước kia thường có các nhiều loài chim màu đẹp khỏe lại như chim mạc trắng, chim vẹt, chim câm, chim sáo lợi, chim ca lăng tần giả, chim cộng mệnh. Tiếng hót bả nhã âm thanh đó phát ra các pháp ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát đánh đạo phận và nhiều pháp khác cũng như thế nữa chúng sinh coi đó. Pháp niệm tăng này xá lợi phất ông chớ có cho rằng loài chim ấy thật vì tội báo và phải sinh ra tại lẽ vì sao vì nước phật nơi kia xá lợi phất này có nước phật nơi đó cái tên đường ác còn không thể có huống chi lại có đường ác thật ư. Những loài chim ấy là do Đức Phật A Di Đà muốn cho tiếng pháp truyền cảm khắp nơi mà biến hóa ra. Xá lợi phất này cõi nước Phật nơi kia gió hiu thổi những hàng cây báu, những lưới ngọc răng rung động phát ra đủ thứ tiếng nhiệm màu, đó là trăm nghìn thứ âm nhạc đồng thời nổi lên, người nghe tiếng đó tự nhiên đều sinh lòng vui mừng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng này xá lợi phất. Cõi nước Phật nơi kia thành tựu như vậy là do công đức tạo thành. Trạng niệm xá lợi phất này ý ông thế nào? Đức Phật nơi kia và vì sao là A Di Đà? Xá lợi phất này Đức Phật nơi kia hảo quang sáng lắm vô cùng soi suốt các nước khắp cả mười phương không có chỗ nào chứng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà. Phật nơi kia và nhân dân của ngài sống lâu vô cùng không thể kể xếp cả bao nhiêu kiếp, vì thế nên hiệu là A Di Đà. Xá lợi Phật này Đức Phật A Di Đà thành Phật đến nay đã được 10 kiếp. Lại nữa xá lợi Phật Đức Phật nơi kia có nhiều đệ tử thanh văn nhiều không thể tính đếm, bạn biết được các hàng Bồ Tát cũng đông như thế. Xá lợi Phật này có Đức Phật nơi kia thành tựu như vậy là do công đức tạo thành trang nghiêm. Lại nữa xá lợi Phật có nước cực lạc chúng sinh sống ở đấy đều là những bậc không có, trong đó có nhiều số đó đông không thể tính đến mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô lượng a tăng kỳ mà thôi. Xá lợi phất này chúng sinh nghe nguyện sinh sang đấy là vẽ gieo vì được cùng với các bậc thượng thiện như thế hội tụ một nơi. Xá lợi phất này chẳng có thể lấy ít thiện căn phúc đức nhân duyên mà sinh sang nước kia đâu. Xá lợi phất này nếu có thiện nam tử nữ thiện nữ nhân nào được nghe Đức Phật A Di Đà rồi nhớ kỹ lấy danh hiệu của ngài mà niệm trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày một lòng tâm không tạp loạn, thế là người ấy đến khi lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng mang thánh chúng hiện thân trước người đó, người đó đức chết tâm không điên đảo liền được vãng sinh về nước cực lạc của Đức Phật A Di Đà.
xá lợi phất này, phá thế lợi như thế, cho nên nói thế. Nếu có chúng sinh nghe lời nói ấy nên phát nguyện sinh sang cõi nước kia xá lợi phất này. Như ta hôm nay khen ngợi công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, thì bên phương Đông cũng có Đức A Xúc Bề Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, còn nhiều Phật khác như các sông hẳn cũng như thế nữa, đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, nói lời chân thực rằng chúng sinh là một kinh tán tán công đức chẳng xích ý bàn, và được hết tẩy chư Phật hồ niệm xá lợi phất này, thế giới phương Nam có các đức Nhật Nguyệt Nam Phật, Danh Văn Quang Phật, Tu Di Đăng Phật, còn nhiều Phật khác như các trong hẳn cũng như thế nữa, đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thực, chúng sinh các người nên tin kinh này là một bản kinh tán tán công đức chẳng xích ý bàn, và được hết tẩy chư Phật hồ niệm xá lợi phất này, thế giới phương Tây có đức Vô Lượng Tướng Phật, Đại Quang Phật, còn nhiều Phật khác như các sông hàng cũng như thế nữa, đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, sẽ khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng chúng sinh các người nên tin kinh này là một bản kinh tán tán công đức chẳng xích như bàn, và được hết tẩy chư Phật hộ niệm xá lợi phất này, thế giới phương Bắc có đức Diện Kim Phật, Tối Tăng Âm Phật, Nán Chữ Phật, Vóng Minh Phật, còn nhiều Phật đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, nói lời thành thực rằng chúng sinh các người nên tin kinh này là một bản kinh tán tán công đức chẳng xích nghi bàn. Xá lợi phất này, thế giới hạ phương có đức Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, còn nhiều Phật khác như các sông hàng cũng như thế nữa, đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, chúng sinh các người nên tin kinh này là một bản kinh tán tán công đức chẳng xích nghi bàn, bà được hết tẩy chư Phật hộ niệm. Vẫn có Đức Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diện Kim Phật, Đạp Sắc Bảo Hoa, Nghiêm Tân Phật, Ta La Thủ Vương Phật, Bảo Hoa, Nghĩa Phật, Như Tu Di Sân Phật, còn nhiều Phật khác như các sông màng cũng như thế nữa, đều ở nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, đo lời thành được rằng chúng sinh các người bản kinh tán tán công đức chẳng xích ý bà, bà được hết tẩy chư Phật đồ niệm xá lợi phất này, ý ông thế này, vì sao kinh này xá lợi phất này, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân này nghe kinh này rồi xin nhớ nghĩ lấy và nghe danh hiệu của các đức Phật, thì thiện nam tử thiện nữ nhân ấy được hết tẩy chư Phật đồ niệm chẳng chẳng tránh giác, bởi thế cho nên xá lợi phất ơi, các ông nên tin lời ta và lời của Đức Phật đã nói. Xá lợi phất này, nếu có người muốn phát nguyện sinh sang Đức Phật A Di Đà, ai đã phát nguyện, ai nay phát nguyện, ai sẽ phát nguyện, thì những người ấy đều chẳng thoái chuyển ở cõi nước. Bồ đề, bởi thế cho nên xá lợi phất ơi, các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia xá lợi phất này, như ta ngày nay thì các đức Phật cũng lại khen ngợi công đức của ta chẳng xích nghi bàn, và nói lời này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó, hiếm có ở ngay giữa cõi Sa Bà Kham Cổ, lại ở cái đời có năm ác trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung, thế mà chúng được vô thượng bồ đề, lại vì chúng sinh nói phép ấy là phép hết tẩy thế gian có tin xá lợi phất này, nên phải biết rằng ta ở cõi đời có năm ác trược, rất có làm này mà đã làm được, đến nay chứng quả vô thượng bồ đề, vì hết tẩy thế gian nói pháp có tin thật là việc khó. Đức Phật nói kinh này, ngài xá lợi phất cùng hết tẩy tỳ kheo, hết tẩy thế gian, cõi trời, cõi người, Atula cùng các cõi khác nghe Đức Phật dạy vui mừng, tin nhận đảnh lễ rồi lôi Đức Phật nói kinh A Di Đà, bát nhất tiết căn bản phát sinh tịnh độ, đà la ni nam mô A Di Đà. Lớn tốt liền gì Đức Di Đà, Như Lai và Quán Âm Thế Chí cùng ngự vạ sen đài và vàng trên kiếp dẫn thể độ hết một loài dũng sạch kiếp trần lai. Nam mô liên trì hội tầng Phật Bồ Tát, Nam mô liên trì Phật Bồ Tát, Nam mô liên trì hội tầng Phật Bồ Tát. Ma các đại từ đại bi thương chúng sinh đại tỷ xả đại giả cứu hàm tức tướng tốt sáng ngời dụng nghiêm tân chúng con trí cảnh quy mệnh lễ. Nam mô quy kim cương thượng sư quy Phật quy pháp quy tăng. Còn nay phát tâm chẳng vì tự cầu, cũng bao nhân tiền cùng quả thánh văn duyên giác nhân đến quả vị Bồ Tát trong quyền thừa con chỉ y thì hào tương phát tâm bồ đề nguyện cùng chúng sinh trong pháp
cùng một đồng chứng quả lão vô thượng chánh đẳng chánh giác nam mô quỳ các mười phương cùng tận cõi hư không tất tẩy chư Phật. Nam mô quỳ các mười phương cùng tận cõi hư không tất tẩy tôn pháp. Nam mô quỳ các mười phương cùng tận cõi hư không tất tẩy hiền thánh tăng. Nam mô Như Lai ứng cung chính minh trì mình hạnh túc thiện đệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Minh Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật, Nam mô Na Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật, Nam mô Chiên Đàn Quang Phật, Nam mô Ma Ni Tràng Phật, Nam mô Ma Ni Tạ Ma Ni Bảo Tích Phật, Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạc Kiến Tượng Đại Tinh Tiến Phật, Nam mô Ma Ni Tràng Năng Quang Phật, Nam mô Tuệ Cự Chiếu Phật, Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật, Nam mô Kim Cương Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật, Nam mô Đại Cường Tinh Tiến Dũng Mãnh Phật, Nam mô Đại Bi Quang Phật, Nam mô Từ Lực Phương Phật, Nam mô Từ Tạng Phật, Nam mô Chiên Đàn Hốt Giang Nghiêm Tăng Phật, Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật, Nam mô Thiện Ý Phật, Nam mô Quảng Trang Nghiêm Phương Phật, Nam mô Kim Hoa Quang Phật, Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Phương Phật, Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật, Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Phương Phật, Nam mô Phổ Hiện Sắc Tân Quang Phật, Nam mô Bất Động Chí Quang Phật, Nam mô Hàm Phục Chúng Ma Phương Phật, Nam mô Tải Hoa Minh Phật, Nam mô Trí Tuệ Thắng Phật, Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật, Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Chí Phương Phật, Nam mô Thế Tịnh Quang Phật, Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Phương Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật, Nam mô Tuệ Tràng Thắng Phương Phật, Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Phương Phật, Nam mô Diệu Âm Thắng Phật, Nam mô Thượng Quan Tràng Phật, Nam mô Quán Thế Tăng Phật, Nam mô Tuệ Y Đăng Phương Phật, Nam mô Pháp Thắng Phương Phật, Nam mô Tu Di Quang Phật, Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật, Nam mô Như Bảng Bát Hoa Thủ Thắng Phương Phật, Nam mô Đại Tuệ Lực Phương Phật, Nam mô A Sơ Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật, Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Phương Phật, Nam mô Tải Quang Phật, Nam mô Kim Hải Quang Phật, Nam mô Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Phương Phật, Nam mô Đại Tâm Quang Phật, Nam mô Nhất Thiết Pháp Sản Mãn Phương Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Kim Cương Bất Hoại Phật, Nam mô Bảo Quang Phật, Nam mô Long Tôn Phương Phật, Nam mô Tinh Tiến Quân Phật, Nam mô Tinh Tiến Hỷ Phật, Nam mô Bảo Hỏa Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam mô Hiện Vô Ngu Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Ly Cấu Phật, Nam mô Dũng Thí Phật, Nam mô Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật, Nam mô Ta Lưu Na Phật, Nam mô Thủy Thiên Phật, Nam mô Kiên Đức Phật, Nam mô Chiên Đản Công Đức Phật, Nam mô Vô Lượng Bút Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Công Đức Hoa Phật, Nam mô Liên Hoa Quang Du Ý Thần Tâm Phật, Nam mô Tải Công Đức Phật, Nam mô Đức Niệm Phật, Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật, Nam mô Hồng Diện Bế Tràng Phương Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật, Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam mô Thiện Du Bộ Phật, Nam mô Chu Tát Trang Nghiêm Công Đức Phật, Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thủ Phương Phật, Nam mô Pháp Giới Tạng Thần A Di Đà Phật. Lấy cái mâm xe các vị hoàn hình không? Lấy cái mâm xe vào. Các Đức Phật Thế Tôn khắp trong các thế giới như thế thường trụ trong đời, xin các Đức Thế Tôn dung tử niệm con hoặc đời này của con hoặc đời trước của con. Con từ vô thủy xin nhẫn đến nay cây vạn các điều ô tội lỗi, hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mà vui mừng theo. Đồ vật của Pháp, của Hiện Tiến Tăng hay của Tứ Phương Tăng, hoặc tự mình lấy, hoặc bảo người lấy, hoặc thấy người lấy mà vui mừng theo. Năm tội vô gián hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy người làm mà vui mừng theo. Hoặc từ mình phạm, hoặc bảo người phạm, hoặc thấy người phạm mà vui mừng theo. Ngạ quỷ xúc sanh cùng ác tu khác đọa bảo trốn biên địa, hạng hạ tiện kẻ ác kiến đáng bị đọa vào các nơi khổ báo như thế. Này con đều sám hối. Này Đức Phật Thế Tôn cầu chứng biết cho con. Con lại đối chức Đức Phật Thế Tôn bạch lời này, hoặc đời này của con hoặc đời khác của con đã từng làm việc bố thí hay gìn giữ pháp giới trong sạch, nhận đến thí các loài thú trong một lương cơm, hoặc đã từng tu hành thanh tịnh có bao nhiêu căn lành, thành tựu chúng sinh có bao nhiêu căn lành, tu hành đạo bồ đề có bao nhiêu căn lành, cho đến đã từng phát tâm vô thượng Phật trí có bao nhiêu căn lành, hợp nhóm cho đến tính lượng tất cả căn lành phải đều hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chính giác. Các đức Phật trong thở quá khứ bị lai và hiện tại cách thức hồi hướng như thế nào, con cũng xin hồi hướng như thế đó. Những tội lỗi con đều sám hối. Các phúc lành rất đối vui theo, tỉnh vật công đức bấy nhiêu, nguyện thành vô thượng trí bầu nhiệm tay. Phật quá khứ bị lai hiện tại chống chúng sinh thắng đại thánh vương, biển khơi công đức khôn lường, hôm nay cái mệnh nguyện thương cũng dài. Trong pháp giới mười phương khắp chốn cả ba đời các đấng pháp vương, con lấy ba nghiệp thanh lương mười phương vẹn toàn. Đức Như Lai phát hiện tự thân mỗi lần nhất nhất lễ bái sái Trần Thế Tôn. Trong một trần có trần số vật đều ở trong hội bậc thượng nhân, khắp cùng thế giới phụ trần in sâu chư vật đủ phần đầy trong.
dùng hết thảy âm thanh như biển diệu ngôn biến chuyển khắp nơi vị lai khắp kiếp đời ngự khen chư Phật nước ngờ biển khơi dòng hoa đẹp tỏa mùi thơm ngát cùng hương xoa khí nhạc lập tàn kia như đổ tốt trang mạn con dân chư Phật cúng giảng thanh lương ý tôi thăng cùng hương tôi thăng với đúc đẻ hương phấn hương sông thảy đều như rượu cao phong cúng giảng chư Phật con đồng dâng lên tâm giải thắng mình mông con dụng ba đời thảy cũng tin kiên đều nương hạnh nguyện cổ hiền cúng giảng chư Phật khắp miền nước non bao nghiệp ác xưa con tạo sới đều do si cùng với tam sân sinh ra từ miệng ý thân con nay sám hối ăn năn đủ đường chúng sinh chúng... mười phương đều khắp hữu học cùng vô học nhị thừa chư Phật Bồ Tát bao nhiêu công đức hết tẩy con theo vui mừng thế gian đặng trong mười phương nước có vị nào mới được bồ đề con nay đều xin tỉnh về truyền diệu pháp chủ đề truyền chư Phật định niết bàn nhập diệt con xin trí cảnh tha thiết ân cần xin Phật ở mãi cõi trần cứu độ lợi lạc muôn phần chúng sinh bao nhiêu phúc cũng giải lễ táng tỉnh ở đời Phật chuyển pháp luân hướng phận cao để nguyện đem công đức hướng về thẳng tới hồi hướng chân pháp giới Phật tả tính tướng Phật pháp tăng giả hải ấn tam muội tục trần biển công đức vô ngẩn như thế hồi hướng con cả thể đều xin nơi tận tụ chúng sinh bao nghiệp chướng sâu xa như vậy đều tiêu tan diệt tận vô dư niệm niệm pháp giới chi chu chúng sinh dập độ đồng tu chẳng nổi diệt thế giới bầu trời có thể nghiệp chúng sinh hết cả não biển bốn pháp rộng lớn vô biên nguyện con hồi hướng cúng lên như vậy nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát ô đại hạnh phổ hiền bồ tát kim tăng nhã ba la mật đa tâm linh quán tự tại bồ tát hành tâm bát nhã ba la mật đa đời chứng minh muộn giai tâm độ nhất thiết của ách xá đời tử thì công công bất thì sát sát tâm thì công công bất thì sát tỏ thường hành bất diệt phục như thì xá đời tử thì chi công tướng bất sanh bất diệt bất câu bất tịnh bất tăng bất sản công dụng bồ sát bồ tỏ thường hành bất vô nhãn chi thể ra tâm ý bồ tăng như thì xuất pháp bồ nhãn giới nay thì bồ vô minh diệt bồ vô minh tận ái chi bồ lão tử bồ lão tử tận bồ cổ tận diệt tạm bồ bồ đề ý bát nhã ba la mật đa cố bát ca độ ba la tâm niệm tam bồ đề cố thì bát nhã ba la mật đa thì đại định chúng thì đại minh chúng tượng tận chúng thì vô đẳng đẳng chúng tăng từ nhất thiết thể chân đời bất tư cố thế bát nhã ba la mật đa tức tư thiết thiết đen đê ba la lao tăng hết đê bồ đề tát ba ma bát nhã ba la mật đa hết đen đê ba la hết đê ba la tăng hết đê bồ đề tát ma bát nhã ba la mật đa hết đen đê ba la ba la tăng hết đê bồ đề tát ba ma bát nhã ba la mật đa văn sám hối hồi sướng tụng kinh chúng đệ tử nặng nề nghiệp chướng thần tâm thường vọng tưởng bời bời bỗng nhiên nghĩ ngợi khắp nơi xem văn mới ý đẩy mơ chất trầm nhầm chữ nghĩa trái âm trong đục đập lẫn dầm lại tụng sai câu lệ bảo thả kiến không đâu hoặc khi quân trí ngồi lâu lơ là nói riêng trễ nãi nải linh tinh tâm thời chẳng để vào kinh ai mà nhắc nhở lại sinh giận hờn trốn tịnh nghiêm vương cả bụng nhờ tân nỉnh nghiêng ngó láo lờ xốc xách áo mũ dép dơ bức vừa kính sách mở cấu cửa sách nát tục chẳng đều ào ạt cho xong hương cấm siêu mẹo chất trầm lễ lạy đại cái cúng dâng chẳng thành và đổ thẹn việc hành đáng sợ con cầu xin sám sửa lỗi lầm từ bi thương xót phàm trần u minh khiến công đức tụng kinh kết quả được vẹn tròn hết cả ưu tư hồi hướng tâm nguyện e như hoặc kỳ dịch nhuận dễ dư lỗi lầm hoặc chú giải vô tâm thiếu sót truyền thụ sai chẳng lọt thấy nhầm những lỗi in cắt biết nhầm lại lỗi ghi chép ôm cầm tội thay dù thầy thợ còn nay sám hối nhờ sức thần tội lỗi tiêu tan xe pháp tướng chuyển thế gian hàm linh cứu vớt sinh sang liên trừ nguyện công đức chuyên vị công niệm hồi hướng về chư thiện thánh hiền già lam hộ pháp long tiên ba cõi sông núi linh tiên tội thần cầu xin được phúc nhân hưởng thụ đạo bồ đề thẳng hướng công sai nguyện cho chúng sinh một mai cùng vào bể tính như lai pháp bầu a di đà phật a di đà phật a di đà phật gia chủ họ Lê này, họ Vui này, rồi cùng mọi người đến đây là vừa tụng vừa niệm danh hiệu Phật và vừa lạy Phật. Nếu ai có sức thì lạy Phật A Di Đà 108 bái, Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Đại Thế Chí và Ngài Địa Tạng và Ngài Thanh Tịnh. Thì như thế nào thì cũng sẽ hướng dẫn mọi người làm. Ai không lạy được thì chúng ta có thể là khoanh chân nghiêm trang, chắp tay cúi đầu, mắt nhắm và niệm hồng danh Đức Phật cùng theo với cả Phật tử Thanh Tùng tôi ạ.
nay xin cung thỉnh các vị chư thiên hộ pháp thường trụ Tam Bảo Thiên Long Bát Bộ hộ pháp Kim Can, các vị hương linh kỷ huyền thất tổ, hương linh anh hùng chiến sĩ vì nước hy sinh, đồng bào tử nạn, nam nữ thương vong, lai đạo Phật tiền văn kinh tính pháp, tốc xả mê đồ, trại chủ Lê Đình Dương, thế phụ quân thế Bùi Thị Thu, hai phụ quân nhất tâm nhất tín nhất thành đầu thành đảnh lễ. Các vị hãy lắng nghe tôi đây. Người đến trước đứng trước, người đến sau đứng sau, ngay ngắn chỉnh tề, xiêm y lễ bão, y phục đảnh lễ cúi đầu. Các vị hãy lắng nghe tôi đây, nguyện cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật, Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật, Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô cầu sám hối từ phụ A Di Đà Phật, Thế Tôn nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc quốc. Vãng sinh tịnh độ thần chú Nam mô A Di Đà Phật. Ta la 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 de la la de de do ba de a de de da ta ba de de da de ga na me a de de da de ga na na da de de da la na de da ga de da ba na mo ta la 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 de da da de de do ba de a de de ba de a de de da de ga na me a de de da de ga na na da de de na de da ga de da ba na mo a de da la 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 da da de de do ba de a de de da ta na ma de a de de da de ga na me a de de da de ga na na da de na di da ka le sa ba na mo a di da ra 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 di a di di do ba di a di di da da na ma di a di di da di ka na ne a di di ka na da da di di da da na di da ka le sa ba. Nguyện cầu vãng sinh xong, các vị hãy ngắn nghe tôi đây. Niệm danh Đức Phật A Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam Mô Đại Thế Chi 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 Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chung Bồ Tát. Nguyện đem công đức lành như việc nhỏ như sợi tơ cái tóc các vị Bồ Tát hồi hướng như thế nào. Các Phật tử chúng con hôm nay dự đạo tràng họ lễ tập nhất tâm nhất tín nhất tảnh như các vị Bồ Tát hồi hướng như thế nào, chúng con cũng hồi hướng như thế đó. Nguyện cầu thế giới hòa bình, nhân dân thế giới an lạc hòa bình, nhân dân Việt Nam sống an lạc hòa bình, nguyện làm lành lánh dữ, nguyện hành Bồ Tát đạo, nguyện phổ độ chúng sinh, nguyện được thờ phụng lễ tập được chỉnh chu khang thái, mãn triều xế bóng nước tiếng tâu lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay xin mời các vị chư hương linh họ lễ họ buổi tập các vị hương linh y thủ thảo mộc hương linh chư vị thần linh thổ địa áp phủ thần quân các vị tiền chủ hậu chủ tại nảnh đất nơi đây nhất tâm nhất tín nhất tảnh về đâu thính pháp nghe kinh tốc xả mê đồ cầu tu học Phật đạo hộ pháp chủ làm bảo. Quý vị vừa cùng tôi niệm hồng danh Đức Phật,
vừa niệm ông danh Phật, nguyện cầu vãng sinh, nguyện làm lành lánh dữ, nguyện hành Bồ Tát đạo. Các vị hãy lắng nghe thầy xin được tam quy. Quy tự quy Phật, hướng nguyện chúng sinh thể theo đạo cả phát lòng Bồ Tượng. Tự quy pháp đường nguyện chúng sinh đâu rõ kinh huệ như hải. Tự quy tăng đường nguyện chúng sinh thống lý đại chúng tất thảy vô ngại. Quả Nam thánh chúng nguyện sĩ tử công đức phổ cập ơi nhất thiết. Ngã đẳng chúng sinh giải công thành Phật đạo. Thần tuân phụng Như Lai, thần tuân phụng Thích Ca Như Lai. Di giáo đệ tử thành hoàng thành khủng, khể thủ khấu thủ đốn thủ, bạch bai sơ bằng huyền bạch. Đấy, sớ, hả, sớ. Đấy, sớ, không tiền sai. Đúng rồi. Ờ là sớ thôi. Thái Quang lục thức thẩm quan chiếu nhận từ biển một kiến công kim nhật hoàng kiều kiều quang thể vĩnh màu san san chiếu trần xa. Thần tuân phụng Như Lai, thần tuân phụng Thích Ca Như Lai. Di giáo đệ tử thành hoàng thành khủng, thể thủ khấu thủ bách bai sơ văn tuyền bạch. Phục dĩ Phật từ Quảng Đại Năng, Trường Ách Tài Hương, Thánh Nhất Quan Hồng, Tăng Diên Phúc Tọ, Phù Thần Nghĩa Đạt, Kim Dung Biện Hữu, Việt Nam Quốc, Lâm Đồng Tỉnh, Lâm Hà Huyện, Na Vũ Sơn, Xã Thôn Ngọc Sơn Ba, Ý Vô Bản Gia Thượng Phụng, Lễ An Vị Bát Hương Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, An Vị Bát Hương Thần Linh Tổ Địa, Táo Phủ Thần Quân, Sơn Thần Bản Sứ Thành Hoàng Bản Thổ, Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân, Vạn Phúc Phụ Nhân, Bát Thường Gia Tiên, Kỷ Huyền Thất Tổ, Lê Tập, Đẳng Đẳng, Sảng Linh, Cao Cao Tổ Khảo, Cao Cao Tổ Tỷ, Bá Túc Linh Nghệ, Cô Di Tỷ Muội, Á Tân Lợi Tích, Hương Linh, Ngũ Đại Đồng Đường, Tứ Đại Đồng Đường, Tam Đại Nội Tập, Tứ Ân Tẩm Báo, Bà Cô, Ông Hoàng, Tại Gia Họ Lê Tập, Phật Cúng Giàng, Thiên Bái Đảo, Giải Hạn, Tấm Mách Trừ Tai, Cầu Bản Mệnh, Gia Nội Bình An, Kim Tần Trai Chủ, Lê Đỉnh Dương, Niên Canh Mậu Thìn Niên, Tam Thập Lục Thuế, Thê Bùi Thị Tu, Niên Canh Tân Mùi Niên, Tam Thập Tam Thuế, Nữ Tử Lê Bùi Thanh Trúc, Lê Đỉnh Minh Khang, Nam Tử Lê Bùi Bảo Ngọc, Tẩm Gia Dương Môn, Nguyễn Đẳng, Nhất Tâm Nhất Ký Nhất Thành, Tạ Ân Tam Bảo, Lễ Phật Thần Linh, Thổ Ông Gia Tiên, Tái Đảo Lâu Nhang, An Vị Bát Hương, Thần Phật Lệ Hải, Tử Vi Gia Hộ, Lễ Bạc Tâm Thành, Liên Hòa Phù Giám, Quỳ Tâm Ngôn Nhận, Thần Cảnh Xưng Du Dung Với Mệnh Thượng, Thượng Cung Hạng Cán Côn, Phủ Tái Triều Mân, Nhật Nguyên Chiếu Lâm, Tri Đại Đức Tần Cổi, Hôn Mê Vô Thiện, Thái Thuế Mắt Cát Hùng, Cẩn Vật Bái Đảo, Nhất Chi Truyện Tiêm, Tứ Tở Trí Các Khánh, Do Thị Kim Nguyệt, Cát Nhật Đầu Thảnh, Kinh Tín Nhất Tâm, Cú Yếu Sơ Văn, Kiển Thân Tự Tấu Cùng Dì, Nam Mô Thập Phương Vô Lượng Thường Trụ Tam Bảo Kim Liên Tọa Hạ, Nam Mô Tam Tòa Đẳng Giác Chư Vị Bồ Tát Liên Tọa Hạ, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Chúng Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Hẩm Liên Tọa Hạ, Tam Giới Tiền Chủ Tứ Bổ Vạn Linh Công Đồng Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ, Thập Bát Long Thần Già Lan Chân Thể Cúng Phật Cúng Duy, Trừ Vật Chứng Minh Vạn Linh Giám Cách Siêu Cổ Hải Hạ Sa Chi Các Cánh, Niên Niên Các Ca Đồng Đệ Ư Tam Tai Bát Nạn Sứ Bồ Xâm Phạm Chi Ngô Bách Phúc, Thiên Thường Thường Hưởng Lập Tài Vật Tiến Nhân Vật Bình An Đàn Thần Hạ Tình, Bồ Nhập Tích Bình Danh Chi Trí Cẩn Sơ, Tiền Vận Quý Mão Niên, Lục Nguyệt Cát Nhật Thần Hòa Nam, Phụ Sơ Sơ Văn Tiền Bạc Thứ Chủ, Sơ Đôi Đàn Điển Phó Lô Quả Hoa, An Bạc Tả Lô Lê Chi Linh Sa, An Bạc Tả Lô Lê Chi Linh Sa, An Bạc Tả Lô Lê Chi Linh Sa. A Na Ma Ni Ba Na.
Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bài 37. Lên các phương thì xong xuống vái, cho nằm từ vái đấy. Bà con nó cầm nó lễ. Thần linh nha, tất cả ai có mặt đây để vái. Thần linh thổ địa tác phủ hưởng phụ nguyễn cung giảng trạch chủ lê đình dương đầu thành anh nhạc thỉnh nguyện kỳ thần lực giáng hòa diền các châu phương hùng sinh hoan hủy phương chủ gia trạch bảo bình an quốc bọ vĩnh viễn diền niên thiết sĩ đàn diền sơ khai tịnh cúng phù trần duy bài biện chi trang nghiêm khủng vãng lai chi vế trực bằng tư pháp vị vì địch chẳng làm tịnh vế trần ngôn cẩn đường chỉ dục như lai công đức vị danh vị cam lộ tư nhất xích sái thần tàng câu ấy tất thành tỉnh an bắc đế trà tiền tần a la địa xa xa an bắc đế trà tiền tần a la địa xa xa thiết sĩ thần chủ công bằng ngũ vấn sĩ tiền tâm nhất khi sử dụng cách nhất tâm nhi đạt phù trần đăng chúc lệ sám tổ công thật mông thần lực mỹ hận huy minh nhi chứng tam từ thời tiền vận quý mão niền lục nguyệt đó thập ngũ nhật đó tiểu tiên tiến lễ trạch thủ lê đỉnh dương niên cành nhà mậu thìn niên tam thập lục tuế thế bùi thị thủ niên cành tần bùi niên tam thập tam tuế cùng nam tử nữ tử đồng gia dân môn quyết nàng cư trú tại Việt Nam quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Mã huyện Phúc Sơn xã Tôn Ngọc Sơn ba nhất tâm tượng phụng tình chỉ cư quý danh cư tử thạch mỗi miệng các thù vũ các cành vì càng công kỷ lễ sám tạ thổ công tỉnh Phúc duyên sinh nhất duyên tân ảnh qua bạn tiên diễn chân ngôn ngự thứ tùy ga giáng lâm phát tích triệu tỉnh chân ngôn cẩn đường trì tục dĩ tử linh thanh tân triệu tỉnh ngũ phương địa chủ nguyện văn trì nguyện bằng tam bảo lực gia trì nguyện tại kim thời lai giáng phó nam mô bổ bộ đế lị giá lị giá lị đát đăng ngà bá già nam mô bổ bộ đế lị giá lị đát đăng ngà bá già nam mô bổ bộ đế lị giá lị giá lị đát đăng ngà bá già nam mô bổ bộ giá lị giá lị đát đăng ngà bá già nam mô bổ bộ đế lị giá lị giá lị đát đăng ngà bá già nam mô bổ giá lị giá lị đát đăng ngà bá già nam mô bổ bộ đế lị giá lị giá lị đát đăng ngà bá già nam mô bổ bộ giá lị đát đăng ngà bá già nam mô bổ bộ đế lị giá lị đát đăng ngà bá già hóa sớ thượng lai nghênh tỉnh quá hết thượng lai nghênh tỉnh chuyên dương dương sùng hoa sớ thượng lai nghênh tỉnh chân ngôn tiên dương diễn kính chúng đẳng kiến thành thượng hương nghênh tỉnh nhất tâm phụng tỉnh mệnh thừa thiên đế tiếp tục điện thư bảo phương ngôn trạch xá chi dung dẫn cường giới môn đình chi mại cung di ngũ phương ngũ đế vạn phúc phụ nhân cấp bản sứ thần linh áo phủ kính trừ quyết thuật duy nguyện bất vì kiền tỉnh lần mẫn hữu tỉnh chứng minh công đức nhà hoa tỉnh nhất tâm phụng tỉnh chúc từ địa chủ thị trấn phương ngôn kỷ cường lý trì ngũ phần các tần kỳ trừ chứ tử công di công phương cũng gì đồng phương kỳ di quần nam phương bất lĩnh quần tây phương lục tất quần bắc phương ngũ hóa quần trung ương tam thái quần tổ âu tổ bá tân tổ mãnh tổ vạn tổ khản tổ khan tổ lý tổ tôn tổ gia viễn thuật duy nguyện đồng thừa pháp lực vận thần uy giáng quá mường diện tụ tư cũng giảng hương hóa tỉnh nhất tâm bụng tỉnh quyền tư lục hợp vị liệt tứ dư cử ung mát chi đa phương tập kinh tưởng ưu tử giới công di ngũ phương tổ công địa chủ bổ thủ tần kỳ thanh long bạch hổ chữ quyền vũ thần quân kiểu cung bát quái táo phủ thần linh cấm kỵ đẳng thần nhất tiết uy linh duy nguyện bất xả uy quang giám phó đoàn truyền tổ từ cũng giải nhang hoa tỉnh nhá cũng ra tưởng lê tập họ bổn các họ hướng phụng hiến cung giảng tiên tổ cập tâm môn tử hiếu chi thành linh tổ đức nguyễn kỳ tiên tổ giáng đường tiền bảo hộ tử tôn đa các thanh từ thời bát tiết hưởng thiên duyên án bắc đê trà sa ha bắc đê trà sa án bắc đê trà sa ha thiết sĩ tử đường nghiêm khiết tịch cúng phu trần lự bài biện chi phật nghiêm khủng vãng lai chi câu ế bằng tư pháp thủy quan sai tổ đường giáo hữu tịnh huế trần ngôn cẩn đường chỉ tụng nhất bát thành lương thủy quan sai tận tiền đường cung thỉnh tổ tiên giáng tất nhiên thưởng thanh tịch
Án cha ma la thiện thần địa la địa cha sa hán ma na la thiện thần la địa cha sa hán ma la thiện thần la địa cha sa ha. Nam mô ly cấu địa bồ tát. Nam mô ly cấu địa bồ tát. Nam mô ly cấu địa bồ tát ma ha tăng. Cung văn ẩm phương tuyển tụ chi tỉnh xuất nhu hương đạo yên chúc tiền sinh nhân cư thiên địa chi gian chiếu bất thú đỉnh ngư vạn địa tùng gì tổ tiên nhất thiết liệt vị đẳng chư tông môn ân cần thế hiện ra thanh trung hậu di quyết tồn mưu yên dực chướng lưu phong kỷ thích kỷ làm khổ hạch cao tử luyến ư trả hình thiết tự mộng bản đồng năm kha diệt chúng khan hương mộng cảm dụng lễ nghi tận vật phí long thức ngũ chi hành dục cầu bảo an cơ mưu duệ tu bằng cảm cánh ư tiền linh tư nhân đồng tộc phụng nghênh cung thần phí lễ mặc ngũ đan thành phụng vọng tổ tiên giáng canh giáo hữu nhiên hương cẩn lương trì tụng nhất truyện bảo hương cung kính lễ nguyện kỳ tổ đức tác chứng minh nhật nhật tử tôn đa cát thanh gia môn thịnh vượng phúc hưng long. Nam mô hương cúng dường tổ tiên bồ tát. Nam mô hương cúng dường tổ tiên bồ tát. Nam mô hương cúng dường tổ tiên bồ tát tan ma ha tăng thiết dĩ hạnh phụng tiết nhận gia tổng yêu nghinh xuyên kỳ tổ đức giáng uy nghi giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đường trì tụng. Nam mô Bồ Đề Lị Đa Lị Đa Lị Đa Đa Ngà Đa Già. Nam mô Bồ Đề Lị Đa Lị Đa Lị Đa Đa Ngà Đa Già. Nam mô Bồ Đề Lị Đa Lị Đa Lị Đa Đa Ngà Đa Già. Nam mô Bồ Đề Lị Đa Lị Đa Lị Đa Đa Ngà Đa Già. Nam mô Bồ Đề Lị Đa Lị Đa Lị Đa Đa Ngà Đa Già. Nam mô Bồ Đề Lị Đa Lị Đa Lị Đa Đa Ngà Đa Già. Nam mô Bồ Đề Lị Đa Lị Đa Đa Ngà Đa Già. Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh ngưỡng kỳ tổ đức tân văn trì kim bằng tam bảo lực gia trì thử nhật kim thời lai giáng phó án chỉ linh sa hán 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 thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kinh tử tôn chí thành kiến thanh phụng thỉnh hương hoa thỉnh nhất tâm phụng thỉnh thiên trí hữu nhật nguyện quang chiếu thập phương nhân chỉ hữu tổ tông lưu thủy vận thế từ đường thương hoạn cầu linh sáng dĩ lại lâm hương khí đàn thành bằng tổ tông nhi chiếu giám phạm tâm cẩn bạch nhuệ nhãn già quan ngôn niệm thiết vi nhân tử cảm hạ tổng thân ngưỡng cảm phôn phụ giải tri ân cảm tông tổ tài bồi chiếm dục cầu bảo an miêu dịch tu bằng cảm cách tiền linh cung di vật bản hồ thiền nhân bản hồ tổ thế bất lâm vòng độc ngư tư tụ dịch thế trì đồng tông biểu vi viễn dĩ tự trung thực thiên tu trì công đức do tổn bất thăng vĩnh ngộ sơ thủy đồng căn cộng bản nhi tổ nhi tông hậu lai biệt phái nhân phân chỉ hữu môn hữu hậu cúng thỉnh gia tiến cao cao tổ thẳng cao cao tổ sĩ nhất thiết tiêu liệt là vị tôn linh phụng hồi từ sở tả vị hữu chiếu ước niên chi sản thúc bảo ai hổ kiến hai hổ văn dịch thế chi tinh thần dĩ tụ cung trần phỉ lễ mảnh ngũ đàn hạnh duy nguyện tổ tiên giám cách nguyện thân phục chỉ hiếu phụng thân thu giám kho tổ đường lễ tổng chứng minh công đức hương hoa thỉnh nhất tâm bái thỉnh công cao quảng đại đức thụ tài bồi tử tôn khang các dĩ hữu long đức thuộc chủ tiên trí hữu chuẩn cùng duy gia tiên tiên linh bản phái hương kỳ phận đại anh hiền họng văn thơ lễ học hiến viên phong thanh thủ lập văn vọng lưu truyền dư thanh đồng cảm thức lễ mặc thiên gia tiên khi số trung anh tài năng tế vi nhất thiết liệt vị chư tổ tông tuy nguyện tổ tông bân thang bảo hộ tử tôn giác kho tổ đường lệ tổng thủ tư cúc giả hương hoa thỉnh nhất tâm bái thỉnh tiên tổ liệt vị căn thâm mạn mẫu đức hậu lưu quang nghi chỉ thiệu bổ
Tích thế trì âm công thương lạc, nhưng tổn bằng tịch cục cổn dĩ dư thanh do trường xuân tam chi thủ bảo. Hữu tâm cảm cách tổ đức lưu phương, cũng duy tổ tiên hệ phai chi ngành đẳng đẳng tông môn nhất thiết. Duy nguyện đức hậu trường lưu thiên vạn cổ giang kho từ đường lê tổng thụ từ cung giảng thượng đài triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kinh giáo hữu hoàn tọa chân ngôn cẩn đường trì tụng tổ đức lưu quang lai giang kho phát nhiệm nguyện thính gia đả tùy phương ứng hiện biên quảng bình nguyệt giáng tử đường an vị tọa nam mô an vị tọa bồ tát nam mô an vị tọa bồ tát nam mô an vị tọa bồ tát ma phục vọng tổ tiên nhất thiết liệt vĩ chân linh giáng quang tổ đường lệ tổng thụ kỳ lễ vận giao hư biến thực chân ngôn cẩn đường chỉ tộc hóa vô vô thiếu biến thiểu thành đa biến thực chân ngôn nam mô tát phạ đát na nga na thần tuân phụng Như Lai, thần tuân phụng Thích Ca Như Lai, dì giáo đệ tử thành hoàng thành khủng thể thủ khấu thủ đốn thủ bách bay sớ bằng tuyển bạch phục dĩ trí thành cả khách đàn dành huyền cách dẫn giàu tỉnh vạn tuệ chứng minh viện hữu quyển làm cốt lầm đồng tỉnh lầm hạ huyện khu sơn xã tồn ngọc sơn ba ỷ vụ bản gia lễ phật thần linh thổ địa táo phủ thần quân an vị bát thường phật an vị bát thường đức thần linh thổ địa táo phủ thần quân sơn thần và sứ thành hoàng bản thổ đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân vạn phúc phủ nhân phúc đức chính thần tiền hậu địa chủ tiền dẫn tài thần gia tiền kỷ huyền tất tổ họ lê tộc bà cô ông mảng họ lê tộc đẳng đẳng sản linh thượng lịch đại tổ tiền đẳng đẳng trừ vị hương linh vị tiền cầu an phật cúng giảng tiền bái đảo giải hạn tông ách trừ tan cầu lộc tải vận tiến tường mại hành tông kim thần tài chủ tín chủ lê đỉnh dương liên cành mậu thìn liên tam tập lục quế thề bùi ế đồ liên cành tần bối liên tam tập tam tuế nữ tử lê bùi thành trúc nam tử lê đỉnh minh khang lê bùi bảo ngọc đồng gia dương môn quyến đẳng nhất tâm lễ Phật cầu ân tam bảo nương tựa phóng từ Phật đà an vị bát thường tốc giáng đồ nhàn thiết khổng phương cách cấm kỵ đẳng lăng chính cực mỹ vô ngoại đạo ân cát ung chi tử các khanh tị tính nhất tâm cụ hữu sơ bằng kiển ân tượng tấu tượng lịch cúng giảng tôn thần bản gia tổ công địa chủ ngũ phương vạn phúc phủ nhân bị tiền bản gia đồng chủ từ mệnh phá phủ tần quân bị tiền bản sứ tổ địa phúc đức chính thần bị tiền ngũ phương lòng mạch tiền hậu địa chủ tiền dẫn tài thần bị tiền cúng vọng cùng gì tôn thần đầu giáng trừ vụ miễn vị chấn phường ngùng bảng lăng chính trục quỷ vùng ngoại đạo vô dung xung độ hạng thi ân tứ thở chi các anh do thị kim nguyệt nam nữ đàn thần hạ tình vô nhận khích bình danh chỉ chi cẩn sơ tiền vận đá quý mão niền lục nguyệt thập ngũ nhật thần hòa nam cụ sơ sơ bằng tiền đọc dĩ trù sơ đo đẳng điền hóa lô quả hoa
vân bụng Như Lai, thần vân bụng Thích Ca Như Lai, dì giáo đệ tử thành hoàng thành củng khể thủ khấu thủ đốn thủ bách bay sơ bằng tiền bạch, xin mời các vị chư vị ra tiền phật tổ kỷ huyền đẳng đẳng sản linh trùng trùng quyến thuộc lại đáo ra tiền cao cao tổ khảo cao cao tổ tỷ cao tổ khảo cao tổ tỷ bá túc linh lệ cô di tỷ muội á tân liệt tích bà cô âm hoàng thất tổ kỷ huyền bà cô hoàng ngũ đại đồng đường tứ đại đồng đường tam đại nội độc tứ ân tổng báo nguyện giáng ra đường họ Lê liễn chiêm công đức phục nguyện là tiền tổ thị bá giận chỉ phật cổ hậu vòng tôn trị trị tự viện hữu Việt Nam quốc Lâm Đồng tỉnh Lâm Hà huyện Phú Sơn xã Ôn Ngọc Sơn Ba Y Bù bản gia thượng bộ lễ Phật tạ ân thần linh thổ địa táo phủ thần quân sơn thần bản xứ thành hoàng bản thổ gia tiên đẳng đẳng sản linh lai đáo lệ tập gia đường tổ tiền cúng giảng phủ thiên tiến lễ năng bảo năng trợ lạc sự ẩn kim tần hiếu tử lệ đỉnh dương niên cành mậu thìn niên tam tập lục tuế thế buổi tị thu niên cành tân buổi niên tam tập tam tuế nữ tử lệ buổi thanh trúc nam tử lệ đỉnh minh khang nữ tử lê bùi bảo ngọc đồng gia dương môn quyến đẳng nhất tâm nhất tín nhất thành cúi đầu chí tiết chí thành cúng dường phật bảo pháp bảo tăng bảo nguyện ra tiền tử bi thường xót già hộ tiền đầu phục giám tín niệm mà sinh cơ trung thượng phủ thiên tiến lễ chỉ bại ngại đạo ân lạc chi trung ngoại ân tổ tiết tường hòa kim ngân lễ vật phủ thiên nhất tâm thượng vụng mà ra tiền giá tiền bản giá giá tiền lệ tập thượng lệnh đại tổ tiên đẳng đẳng chư vị chân linh vị tiền tập châu tổ cô chân linh vị tiền tập ông mãnh tổ chân linh vị tiền cúng vọng tiền linh phù giám trị phủ thân tiết lễ trị dương năng bảo năng trợ tử tôn trị các cánh lợi tác ứng lòng bất giận trị được lại tổ đức âm phủ trị lực giã của tiền vận quý mão niên lục nguyện các nhật thần hòa nam cụ sơ con xin chùa về sổ sách của gia tiên thì lại các cụ lê tập chấm tâm viễn chiêm công đức hôm nay lễ bạc lòng thành biến vì vô hữu biến tiểu thành ra thượng lai văn sớ tiền đọc dĩ sự số đẳng điền có đồ hỏa bát nhã bà la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát thành tâm bát nhã bà la mật đa lời diệu thần giai tâm độ nhất thiết cổ ách xá lời thử sắc bất gì không vân bất gì sắc 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 gì không vân bất gì sắc tỏ đường hành đức diệt phục như thì xá lời thử không giống bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm thì cố công trung vô sắc vô tỏ đường hành đức vô nhãn ý thể là tăng ý vô thành hương vô nhãn thân Bye.
thần linh đổ địa ra tiền công đức tối tăng mạnh vô biên tăng bước dài hồi ông cổ nguyện trần bình chưa xuống sinh đất vang bồ lậu phạm bậc sát nguyện tiêu tai chứng từ đắc chi huệ trần bình giáo cổ nguyện tội chứng tất tiêu trừ thế thế thần ngành bồ tát đà nguyện sanh tây phương tịnh độ trung kiểu và vì bổ mẫu hóa tài kết nguyện bổ hộ sanh bất tai bồ tát vì bản lương nguyên trí tử công đức cổ cập ơi nhất thiết ngã đản giữa chúng sinh thành phật đạo. Con cháu gia tộc họ Lê, họ Bùi cùng các vị hôm nay Phật tử về đây nhất tâm cúi đầu đảnh lễ xin tam quy tự quy Phật tự nguyện chúng sinh thế theo đạo cả phát lòng bồ thượng tự quy pháp tự nguyện chúng sinh đâu do bình đẳng trí huệ như hải tự quy tăng tự nguyện chúng sinh tâm đi đại chúng tất thảy vô ngại hòa làm thánh chúng nguyện trí thử công đức ngã đẳng sinh giải cộng thành Phật đạo. Khoa Mông Sơn Thí Thực. Nam mô Diễn Nhiên Vương Bồ Tát, Nam mô Diễn Nhiên Vương Bồ Tát, Nam mô Diễn Nhiên Vương Bồ Tát. Mánh hỏa diệm diệm chiêu thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn nhớ yêu sanh tịch độ. Thính tụng hòa nghiêm bán kệ kinh nhược nhân dụng liễu trì đàm thế nhất thiết Phật ứng quán pháp giới thanh nhất thiết duy tâm tạo. Phá địa ngục trần ngôn án giả ra đế ta ra bà ha án giả ra đế ta ra bà ha án giả ra đế ra ta bà ha phổ triệu thỉnh trần ngôn nam mô bổ đế thị ra dị ra dị đát đa ngà đát ra nam mô bổ đế thị ra dị ra dị đát đa ngà đát ra nam mô bổ đế thị ra dị ra dị đát đa ngà đát ra giải oan kết trần ngôn án tam đà ra là đà ta bà ha án tam đà ra là đà ta bà ha án tam đà ra là đà ta bà ha. Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phan, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Cổ Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Giáo A Nan Đà Tôn Giả. Quy Phật lưỡng túc tôn, pháp linh tôn, quy tăng chúng trung tôn, quy pháp kinh, quy tăng kinh. Phật tử sở đạo chư ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si tướng thân khẩu ý chi sở sanh. Nhất Phật tử danh tham thôi, thỉnh sở đạo chư ác nghiệp giải do vô thủy tham sân si tướng thân khẩu ý chi sở sanh nhất thiết thứ tỉnh giải sanh. Chứ ác nghiệp giải do vô thủy tham sân si thì sở sanh nhất thiết cô hồn dài sám hối chúng sinh vô nguyên vô biên thể nguyện độ đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện hành chúng sinh thể nguyện độ tự tánh tiền não thể nguyện đoạn tự tánh pháp môn thể nguyện học tự tánh Phật đạo thể nguyện hành diệt địch nghiệp chân ngôn án bát gia mặt lân đà lãnh ta bà ha án bát gia mặt lân đà lãnh ta bà ha án bát gia mặt lân đà lãnh ta bà ha diệt nghiệp chướng chân ngôn án na lỗ lạc kế ta bà ha na lỗ lạc kế ta bà ha na lỗ lạc kế ta bà ha thay hết hậu chân ngôn án bộ bồ đế thì đà thì đà thì đà đang ngà đã ra án bộ bồ đế thì đà thì đà thì đà đang ngà đã ra án bộ bồ đế thì đà thì đà thì đà đang ngà đã ra tam muội ra giới chân ngôn án tam muội ra tát đỏ phàm án tam muội ra tát đỏ phàm án tam muội ra tát đỏ phàm biến thực chân ngôn nam mô tát na phạt đát na nga ra ra phạt lô chỉ đế án tham bạt ra tam bạt nam kha la hồng nam mô tát phạt đát na tha ra ra phạt lô chỉ đế án tham bạt ra tam bạt ra hồng nam mô tát na phạt đát na nga ra ra phạt lô chỉ đế án tham bạt ra tam bạt ra hồng nam mô thủy chân ngôn nam mô tô lô bà ra đát tha ra ra đát địa tha án tô lô bát ra tô lô bát ra tô lô Nam mô Đa Bảo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bát Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Ích Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Thần chú gia trì tịnh pháp lực.
Bố thí hà sa chúng Phật tử, nguyện nay báo mãn sản sanh tha phân thân của mình chúng con đi đảm bảo phát bổ đề. Tứ canh đắc thành vô thượng đạo, công đức vô biên tận vị lai nhất thiết Phật tử đồng pháp thực. Thần chú gia trì phát thế thực, bố thí hà sa chúng nữ tình. Nguyện ra dài bão mang xả sanh tham tốc phát độ minh tịnh tịnh độ quy y tam bảo phát bổ đề cứu cánh đất thành vô thượng đẳng công đức đồ biên tận vị lai nhất thiết hữu tịnh đồng pháp cực thần chú gia trì cam đồ thủy hồ khí hà sa chúng cô hồn nguyện dài bão mang xả sanh tham tốc phát độ minh sinh tịnh độ quy y tam bảo phát bổ đề cứu cánh đất thành vô thượng đẳng công đức vô biên tận vị lai nhất thiết cô hồn đồng pháp thực như ẩm phật tử chúng ngã kim tín như cúng thử thực biến thập phương nhất thiết Phật tử cộng nguyện lý thử công đức của các vị nhất thiết ngã đẳng giữa Phật tử lai tổng thành Phật đạo như đẳng hữu tình chúng ngã kim lý thử cung thử thực biến thập phương nhất thiết hữu tình cộng nguyện lý thử công đức của các vị nhất thiết ngã đẳng giữa chúng hữu tình lai cộng thành Phật đạo như đẳng cô hồn chúng ngã kim thí như cúng thử thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng nguyện lý thử công đức của các vị nhất thiết ngã đẳng giữa cô hồn lai cộng thành Phật đạo ý vô giá thực chân môn á một lục lăng ta bà ha 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 phổ cũng được chân môn á ngàn năm tham bà phạm tịnh nhiên đa hợp á ngàn năm tham bà phạm tịnh nhiên đa hợp á ngàn năm tham bà phạm tịnh nhiên đa hợp gia trì chú thực diệu giả đà biến thiểu thành đa giai bão mãn nam mô xả sanh tham bồ tát ma ha tát nam mô xả sanh tham bồ tát ma ha tát nam mô xả sanh tham bồ tát ma ha tham nghi thức phóng sinh nguyện hương sơi hướng định hướng giữ tuệ hướng giải thoát trí kiến hướng quang minh vân đài biến pháp giới cúng dường thập phương tam bảo tiền nam mô hướng cúng dường bồ tát nam mô hướng cúng dường bồ tát nam mô hướng cúng dường bồ tát ma ha tam này các loại chúng sinh từ đời vô thủy đến nay chúng sinh do vô minh che lấp tâm thanh tạo ra nhiều nghiệp si mê nên phải sinh tử luân hồi trong sáu nẻo. Các vị hiện giờ mang thân xúc sinh sống chết cùng trên giao thớt máy thay hôm nay các vị còn được túc căn thiện lành gặp được người cứu mạng chắc nhiều nơi các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp vậy giờ đây các vị nên phát tâm quy y tam bảo và sám hối nghiệp trước và phát tâm niệm nam mô a di đà Phật để kết duyên với đức Phật a di đà khi nào đủ thiện căn phước đức thiện duyên các vị được vãng sanh tây phương cực lạc nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà Phật dương chi tịnh thủy biên sai tam thiên thanh không bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng diên diệt tội tiêu khiên hỏa diệm hoa hồng liên nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tam cùng tí thức xong rồi cùng học sinh xong rồi đây là gì cái này là kiểu dịch đấy đúng hết không chưa anh biết phù thủy ơn đã hết sáng cái cạch đi đúng không đã hết rồi mình phù tử thủy giả bát công đức thủy tại thiên trơn tiên tẩy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỷ đô hoa tạng giới cá trung vô sứ bất siêu luân thủy bất tẩy thủy diệu cực phát thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ quyến trừ nội ngoại đản định đản trạng sai khô mộng nhi tác lương xuân kiết uê bàn nhi thành tịnh độ sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trược quế thánh phàm u hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lộ thủy năng linh nhất đích biến thập phương tinh truyền câu quế tận tiêu trừ khổ sai pháp liên tất thanh tịnh này chúng hữu tỉnh bản nhất thiết nghiệp chứng căn bản đắc sanh tịnh độ đà la ni chú đại bi nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát thiên thủ thiên nhất của ngài đây mi tâm đà la ni nam mô ha giả na na giả ra nam mô a di đà bà lô yết thế thâu ba giả ra bồ đề ta đà bà ra ma ha ta đà bà ra ma ha ca lô ni ta ra an tham bản ra phật di số na na nam bà nam mô tất cả lộc đà y mông a di đà bà lô yết thế thâu phật gia lâm đà bà nam mô na na thần nhị hệ đệ ma ha bản na sa mê ta bà an ha đậu du bằng a thể lực tất bà tất na nam ma bà ra ma phật đà đậu đa địa tha an ha bà lô hệ lô ca đế ca la đế di hệ di ma ha bồ đề tất đà tất bà ma la ma he ma he di đà lâm thô lô thô lô yết mông đồ lô đồ lô phật gia ra ma ha phật gia ra ni đà na đà na địa di mi thất phật gia ra thất na thất na ma ma phật ma la mục đế đại bi he ye thất na a la sâm phật la sa la phật sa phật sâm phật la sa la hồ lô hồ lô ma la hồ lô hồ lô he di na na đà na tất di tất di thô lô thô lô mô đề tham mô na sa di di na 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 tịnh di di sa mi na ba giả ma la sa ma ha
Này các loài xuất sinh kia, các ngươi nên nhớ sau khi bỏ thân xuất sinh hướng tâm để tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp tiên sâu phục nguyện thiết chuyên niệm Phật Di Đà tổ vãng sinh tịnh độ chứng được ngôi bất thoái để độ tận chúng sinh. Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát, Nam mô tịnh độ phẩm Bồ Tát Ma Ha Tát. Kệ phong sinh chúng sinh để có bao nhiêu lắm tài nghe lấy những điều xảy rằng các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê tối tăm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại để mang thân sống vào đấy chết đường đau khổ lồng vẩy sừng có đỡ được đâu dù là vậy trước lạnh sâu lưới vẩy tên bắn móc cầu thả mồi tác chặn bắt củng hơi phun độc lúc đó dù kêu khóc ai thương hồn còn phản phất nấu giang xong rồi. Muôn phần chết này người cầm trăng mày sao nhớ các vị thiện nhân cứu cho người được thoát thân đến đây lại được nhờ ơn phép mẫu vậy mọi người kịp hồi đầu quy Phật xong dốc lập quy pháp quy tăng hết lòng sám hối thân tâm nhẹ nhàng quy thừa quy này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y Phật ngưỡng túc tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y pháp đi sùng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy đăng chúng chúng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y Phật lưỡng túc chúng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chúng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y đăng chúng chúng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y Phật lưỡng túc chúng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chúng tôn này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y đăng chúng chúng tôn này các loài chúng sanh hôm nay có y vị quy y Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sinh hôm nay các loài vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sinh hôm nay có vị quy y tăng không đọa tăng sanh này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bám sanh này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy y Phật không đọa địa ngục này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy pháp không đọa ngã quỷ này các loài chúng sinh hôm nay các vị quy tăng không đọa bám sanh sám hối này các loài chúng sinh kia các ngươi đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ thân dữ ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối này các loài chúng sinh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu tội lỗi gốc là tham sân si từ thân dữ ý phát mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối này các loài chúng sinh kia các ngươi xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi gốc là tham sân si từ thân dữ ý phát mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô bảo thắng như lai nam mô diệu sắc thân như lai nam mô quảng bắc thân như lai nam mô y bố ý như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách xa lợi tử sắc bất dị không không bất dị sắc sắc tướng thị không tướng dị sắc thọ tưởng hành thức tưởng phục như thị xa lợi tử thị chứ pháp không tướng bất sanh bất diệt bất tô bất tịnh bất tăng bất giảm thị cố không trùng vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tỉnh thiệt thân ý vô sắc thành hương vị xúc pháp vô nhãn giới nai chỉ vô ý thức giới vô minh diệt vô minh tận nai trí vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt đạo trụ vô trí tuệ diệt vô đắc dĩ vô sở đắc có vô đề các đoạn y bát nhã bà la mật đa cố tâm vô quản ngày cố vô hữu khủng bố biến ly điên đảo mục tuổi cứ bánh niết bàn tam thế chư phật y bát nhã bà la mật đa cố đắc an lậu đa tam la tam miểu tam bồ bồ đề bố trí bát nhã bà la mật đa thì đại thần chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năm chú nhất thiết khổ trần điển bất hư cố thuyết bát nhã bà la mật đa chú tức thuyết chú biết yết đây yết đây mà là yết đây mà là tặng yết đây bồ đề tam bảo hà yết đây mà là tặng yết đây bồ đề thích hợp Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam
Nam mô A Di Đà Bà Dạ Tha Tha Dạ Tha Dạ Tha Di Dạ Tha A Di Đà Đô Bà Ti A Di Đà Ta Tất Cả Bà Ti A Di Đà Ti Ca Na Mê A Di Đà Ti Ca Na Đa Dạ Di Đà Ta Na Ti Đà Ca Lê Ta Bà Ha. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Tha Tha Dạ Tha Dạ Dạ Tha A Di Đà Đô Bà Ti A Di Đà Tất Cả Bà Ti A Di Đà Ti Ca Na Mê A Di Đà Ti Ca Na Đa Dạ Di Đà Ta Na Ti Đà Ca Lê Ta Bà Ha. Quy mạng lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, còn nay xin phát nguyện vãng sinh, vui sinh vui tử đi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chi 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 Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sinh công đức chúng trong hạnh vô biên tham thức tài hồi hương khổ nguyện pháp giới chúa chúng sinh tâm năng vô lực quang Phật xa thân thiện tiêu đang chúng trừ tiền não nguyện đắc chi vậy chân minh liễu khổ nguyện tội chương tất tiêu trừ hết hết thực hành mục đắc đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chung cử phẩm liên hoa vi phụ mẫu hóa thành kiếp phần phụ vô sanh bất thoái bộ tất tình bạn lữ nguyện chúng thử công đức khổ nguyện tư nhất thiết ngã đảm giữ chúng sanh tay còn cảnh phật đạo. Phục nguyện để tử chúng còn nguyện đem công đức phóng sinh này hồi hướng khắp bốn hơn ba cõi. Nếu có ai thấy nghe, nếu phát tâm bồ đề hết một báo thân này sinh qua cõi cực lạc, nguyện đem công đức phóng sinh này hồi hướng cho chúng con và thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh thân tâm an lạc, vật bệnh tiêu trừ một tâm bồ đề kiên cố từ sát sát tha sát hạnh viên mãn. Hồi hướng công đức phóng sinh này cho chư vị hương linh, tử nguyên thất tổ và các quan thần nhân trách cùng trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng con, cũng như hiện tại hữu hình và vô hình. Nếu có ai thấy nghe, nếu phát tâm bồ đề hết một báo thân này bấm sinh cõi Tây Phương Cực Lạc. Tam quỳ quỳ Phật sinh nguyện chúng sanh thể đa đạo cả phát lòng vô thượng. Tự quỳ phát sinh nguyện chúng sanh thấu cao kinh tạng chiếu hệ như biển. Tự quỳ đáng sinh nguyện chúng sanh thấu vi đại chúng nhất thể không ngại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nói nghe mà bây giờ ai đi 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 phóng sinh luôn đi phóng sinh. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bằng nhật nguyệt mười phương rạng rỡ, đức tổ tâm muôn thuở sáng ngời, ngửa trầm phúc ấn lối đời, khấn thần thần lại ngữ nơi từ đường, để con cháu lửa hương phụng sợ, nghìn năm sau xuân tụ thu thường. Băn khoăn tự chỉ phê hoảng, hôm nay con cháu sửa sang kính mời, kính thiết lễ triệu nghênh an vị, nước thần thông tẩy uế khai phang. Mừng ngày an vị bát ương, dằm tháng sáu vừa sang, gần xa tụ hội họ hàng đông vui. Ơn trời đất cao dày che chở, ơn tổ tiên phù hộ độ trì, ơn nhớ Đức Phật từ bi, ơn nhớ Thánh Chúa thần kỷ chứng soi. Cây vững cỗi vững chổi xanh lá, nước trong nguồn bể cả sông sâu, chữ trùng chữ hiếu làm đầu, ai không tâm niệm vì đâu có mình. Nhớ tiên tổ anh linh phù hộ, dìu con cháu tiến bộ trưởng thành, già trẻ gái gái yên lành, họ hàng thịnh vượng gia đình thêm xuân. Buổi sơ khai một ngôi thủy tổ, đời nối đổi chia hộ chia chi, cây cao bóng cả sung xuê, lá rơi về cội người về tổ tông. Nghỉ thu sau nối dòng mãi mãi, ai trầm cây ta hái quả ngon, vậy nên dạy cháu khuyên con, vun bề tổ trạch giữ tròn gia thanh, trong gia đình trên bình dưới thuận, trong họ hàng bách nhẫn thái hòa, xuân về thắm chỗ muôn hoa, non sông hội gặp ơn ca thái bình. Nay buổi lễ kính thành bái tạ, chư tiền linh trở lại từ đường, tả chiều hữu mục theo hàng, tình anh hội tụ hội khói nhang phụng thờ. Vì nén hương đơn sơ lễ nhỏ, xin lượng trên thấu tỏ lượng tình, nguyện cầu tứ phủ vạn linh, thập phương tam bảo chứng minh hộ trì, cầu tiên tổ uy linh giám cách, bảo tử tôn xuân vĩnh thọ trường, khẩn thiết chí thành chí tâm bái đạ, tử tôn thành tâm bái tạ. Còn xin lệnh các vị thì hôm nay thì các vị thần linh thổ địa cai quản tại đây thì sắm lễ huy hoàng, nhất tâm đảnh lễ trên chay hoa tươi quả tốt, cốt bát hương rồi các xiêm y lễ phục, nhất tâm nhất tín nhất thành huy hoàng thì họ Lê và họ Bùi con nhất tâm thì nhờ đồng thầy họ Nguyễn con
sắm sửa về cốt, về làm lại bát hương, an vị tấp sáng lâu nhang, thành tâm đảnh lễ thì xin lại các ngài, thì lại các ngài chứng tâm, các ngài nhắc nhở cho con là đưa anh tạm trước 700 coi như là giả tiền anh, là đưa trước ạ, lại ngài để cho lễ chu viên cứ đưa tạm cho anh thì là tiền giả. Xin lại ngài vì là con sáng nay con chưa tiện nhắc, thì hôm nay thì các ngài nhắc cho con để cho khóa lễ này là khóa lễ của hai gia đình họ Lê và họ Thu, nhất tâm nhất tín nhất thành, họ Lê và họ Bùi con và Bùi Thị Thu con nhất tâm đầu thành đảnh lễ cúi đầu Lê Đình Dương con đầu xanh tuổi trẻ khăng khắm một lòng đinh ninh một dạ đội ơn Phật Pháp Tăng bốc bát hương thần linh thổ địa bát hương Quán Thế Âm Bồ Tát thường trụ tam bảo lệ ngài từ bi gia hộ lệ Quán Thế Âm Bồ Tát thương xót chúng con. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát lệ ngài thương cho chúng con. Người trần mắt thịt còn ăn chưa sạch, bạch chưa thông, kêu chưa thấu, tấu chưa nổi, lễ bạc lòng thành nén hương đơn sơ, buổi sơ khai một ngôi thủy tổ, đời nối đời chi hộ chi chi. Nay chúng con họ Lê họ Bùi bách gia trăm họ hôm nay về đây cúi đầu đảnh lễ nương tựa phóng từ bi Phật Đà lệ ngài ngài thương, lệ cây cao bóng cả, lệ Phật từ bi chỉ lối đưa đường cho chúng con được phụng thờ hương nhang ngày đêm sớm tối, nhất tâm chí thiết chí thành cúi đầu đảnh lễ lệ Phật từ bi gia hộ cho chúng con, lệ ngài thương cho chúng con. Hôm nay ngày rằm tháng 6 nhất tâm chí thiết chí thành họ Lê con họ Bùi con hai thân như một khăng khắm một lòng đinh ninh một dạ tu sửa hương hoa kim nhân lễ vật tiền tài ngân xuyến tiền âm tiền dương nhất tâm nhất tín nhất thành xin lại các vị hương linh các vị chư tiên hộ pháp tại nơi đây sơn thần bản xứ thành hoàng bản thổ đồng chủ tư mệnh tá phủ tần quân lại ngài thổ thần dâng ngựa mũ áo hi hỏi màu vàng xin đức thần linh thổ điện chư tiên dâng áo mũ hi hài màu đỏ lại các vị thần linh thổ địa lại các vị chư thiên hộ pháp không phủ che độ cho Lê Đình Dương cho Bùi Thị Thu con cho nam tử nữ tử họ Lê nhất tâm nhất tín nhất thành đàn sơ lễ bạc tâm thành khăng khắng một lòng đinh ninh một dạ chúng con chí thiết chí thành cầu xin sám hối. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát tác đại chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát tác đại chứng minh lễ bạc lòng thành cúng chay cúng Phật cúng tạ ân Phật thường trụ tam bảo tụng kinh A Di Đà an vị bát hương nhất tâm nhất tín nhất thành lạy ngài từ bi gia hộ cúng thí thực cúng phóng sinh hai thân họ Lê họ Bùi con nhất tâm mặc dù trong cuộc sống còn nhiều khó khăn gian truân nay biết đường mà lội biết lối mà tu biết oai lực thần lực Phật lực gia hộ cho chúng con lạy ngài từ bi gia hộ giọt dầu nén nhang nén hương thấu đêm kiểu trùng lệ ngài chứng tâm sao được nhất đài âm dương thu nhận lễ vật kim ngân tải mã hoa tươi quả tốt lệ các vị ngạ quỷ thập nhị lạ cô hồn tiên chủ ậu chủ hôm nay các vị hãy lắng nghe tôi đây Phật tử họ Nguyễn hôm nay nhất tâm về an vị bát hương bốc bát hương thần linh thổ địa tá phủ thần quân sơn thần bản xứ thành hoàng bản thổ đồng chủ tư mệnh bát hương ngài Quán Thế Âm Bồ Tát lệ ngài đại sĩ Quán Thế Âm Bồ Tát thương xót chúng con hộ trì cho chúng con được từ nay trở chi từ chi hướng hậu được học Phật tu học Phật đạo được hoằng dương giáo pháp đi chánh đạo chánh niệm đi đâu cũng có người thương cải mến đi gặp ông có phúc gặp bà có đức có quý nhân phù trợ lệ các vị Bồ Tát từ bi gia hộ thương xót hộ trì còn lệ ngài lệ thần linh thổ địa lệ ngài thu nhận lễ vật lệ sơn thần bản xứ thành hoàng bản thổ thần linh thổ địa tá phủ thần quân phu nhân vạn phúc phu nhân phúc đức chính thần lệ các vị chư thiên hộ pháp biến vì vô hữu biến tiểu thành đa chấp kỳ lễ vật đàn chay con nam mô a di đà phật lệ ngài thu nhận cho nhất đài con nam mô a di đà phật ạ. Tuyệt quá. Đấy, các vị hôm nay ngã quỷ sơn thần hôm trước là thờ trên ban bây giờ các vị đồng ý rồi tốt quá. Sau mà có dập phóng sinh thì cứ thả thôi chứ không phải lễ như hay đâu. Đó. Sau thì là phóng sinh luôn. Hôm nay đấy anh ra nói cho các vị nghe đấy. Đấy chứ không nhảy nữa. Này đầy linh quá, nhắc ngay. Xong rồi đúng không? Xong rồi, ok, xong rồi. Rồi.
Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Tác Đại chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Tác Đại chứng minh. Chứng minh xin rất là nhẹ nhàng nha. Lên bái tạ đi. Ơi mở tay rồi, bái bái. Cầm cẩn thận. Con trai bằng con trai để tay vào cùng cha với mẹ. Ok, cứ cho mẹ làm. Đứng lên con đứng lên. Đứng lên, để tay vào cùng mẹ. Đấy, hôm nay là quá giờ rồi đấy. Đấy, ngài vẫn sắp cho đấy. Xuống hết rồi. Rồi, cẩn thận nào, đổ nào. A-di-đà-phật nào. A-di-đà-phật nào. A-di-đà-phật. Các vị hoan hỉ thôi, chứ chúng sinh là các vị hoan hỉ là nhảy ra là vui mừng thôi. Được đi rồi, được cầu nguyện với Phật A-di-đà. Được nghe kinh, nghe pháp. Đấy, cho ra nói rất là nhẹ nhàng ngay. Cái đợt trước mà cúng ốc cho mấy nhà bò ra đúng chục sáu rồi. Ngồi cái là tự nghe, ngoan, cứ ngồi yên đấy, xong lúc nào sau thả đi là đi. Rất hay luôn. Phải nói là họ đều có linh thức hết. Ngoan lắm, chúc lễ. Ôi, xinh nhất nhà. Nào bây giờ cho chúc lễ nào. Chúc lễ nào bây giờ. Đây con ngồi xuống, con ngồi xuống. Nào đấy, con để tay bạn. À gì, con nào con cú ruột. À gì, đà phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi, ok. Dương lễ bái bằng lên. Từ từ chưa, đâu bảo nào làm đấy. Thế hôm nay là quá giờ ngọ rồi mà tốt hoan hỉ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hôm nay là làm tốt hành. Như hôm là nhà bà được cái thằng kiểu. Sáng chiều. Bởi vì về sáng gần đầu mình biết thứ gần. Dạ vâng, làm cái việc kia là mất 3 tiếng rồi. Làm cái việc này là mất mấy tiếng rồi. Ngồi xuống lại. Làm đi ngồi ra để cho ngồi. Quá giỏi. Bé tí là quá giỏi. A-di-đà-phật ạ. A-di-đà-phật ạ. Hôm nay con xin lạy các vị chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Hôm nay thì con xin lạy Phật, lạy ngài từ bi giáo hộ ạ. Ngài nhắc là chưa trả tiền đấy, chưa trả tiền lễ mua. Đây xem được bao tiền. Không biết bao nhiêu túm hay có. 2 3 4 5 550. Nha, nhận 550 ạ. Tính sau. Vâng vâng. Thì còn cốt còn mã còn những đồ còn cốt bát hương nữa. Ừ, vì mỗi bát hương là riêng vàng bạc đã là mấy trăm rồi, 300 rồi mà. Thì xong rồi là thất bảo là như thế, xong một tí tính sau. Dạ. Thì là không là xin như nhà mấy nhà đấy, cứ xin không đưa tiền là cũng xin được. Tức là chưa giả tiền thầy. Không xin được. Hôm nay xin cái là nhất tài ngay. Đấy, hoan hỉ nhất là hôm nay là ngày chấp trò, chứ bây giờ lại xin. Có nhiều nhà đàn lễ thì tấu hảo lo, rồi hai vợ chồng làm. Xong rồi xin vỡ đĩa, không xin được. Không xin nổi, không chấp. Không ứng cho, không nhận. Có phải là mình mong muốn là được đâu. Vì mọi người cứ nghĩ mắt mình là đẹp thôi, nhưng thực tế thì tâm của mình nữa cơ. Tâm đấy